Hồi đó có bạn nào chơi với xì lam trong lớp rồi bị cô giáo tịch thu không? Mình học lớp 12 và không ai tịch thu xì lam của mình hết. Bạn nào cũng muốn đụng xì lam xến của mình. Mình muốn thời xì lam quay lại quá, các bạn nhớ nó không? Jenny xì lam mi trở lại chấm hỏi.